một câu chuyện cảm động và huyền thoại về thác voi. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa thú rừng rất yêu mến Ben, một người con gái hiền lành xinh đẹp của bộ tộc Sere. Khi hay tin Ben sắp lấy chồng là chàng lang, một tù trưởng đẹp trai và dũng cảm của bộ tộc Lát, cả đàn voi rừng của vùng La Ngư thượng mừng lắm, chúng hối hả kéo nhau về dự đám cưới. Ngờ đâu, khi đến địa điểm thác voi, bây giờ thì chỉ nhận được hung tin nàng Ben và chàng Lan đã lìa đời. Đám cưới trở thành một đám tang, khiến đàn voi gào thét suốt mấy ngày đêm, rồi lăn ra chết và hóa đá ngay dưới chân thác. Thương xót đàn voi, thần núi Lang Bang khóc hết ngày này sang ngày khác. Nước mắt của thần chảy xuống hòa vào dòng suối để tắm mát vỗ về cho đàn voi. Riêng hai con voi lớn nhất đàn của vùng La Ngư Họa được chàng Lang tha mạng trước đây cũng về dự đám cưới. Nhưng khi đến chân đèo Brand thì tin ấy cũng đã ngã quỵ và trở thành hai ngọn núi trong tư thế phủ thục, hướng đầu về đỉnh Lang Bang, đó chính là rặng núi voi bây giờ. Thank you so much.